Từ bản vẽ thiết kế công trình được thi công bởi những người thợ thủ công tài hoa với chất liệu gỗ óc chó tự nhiên, thì gỗ là yếu tố quan trọng quyết định giá trị của không gian sống. Những phần gỗ độc đáo, vừa uyển chuyển nhẹ nhàng, vừa khỏe khoắn, dứt khoát, giúp cho mỗi không gian là một bức tranh nghệ thuật của đường nét. Nội thất gỗ óc chó thực sự tạo nên một diện mạo đầy ấn tượng và đẳng cấp chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Quý vị và các bạn thân mến, nội thất gỗ óc chó có gam màu nâu đặc trưng vô cùng ấn tượng và bất cứ ai cũng sẽ bị mê hoặc bởi những sóng vân trong từng thớ gỗ. Và có lẽ chính vì điểm đặc biệt này mà nội thất gỗ óc chó thường được sử dụng trong những công trình đẳng cấp, sang trọng và hiện đại. Nếu tính theo ngũ hành tương sinh và tương khắc thì nội thất gỗ óc chó thuộc về hành mộc. Đây chính là hành có thể tiêu trừ đi những luồng khí xấu trong căn nhà, mang tới cho gia chủ sự cân bằng về không gian sống, tìm lại sự ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Hòa mình với thiên nhiên, đem lại cuộc sống trong lành và khỏe mạnh là mong muốn của nhiều gia đình. Đó chính là lý do đội ngũ kiến trúc sư tận dụng ánh sáng tự nhiên trong mỗi không gian của ngôi nhà, đặc biệt là phòng ngủ. Thoải mái, thư giãn và tràn đầy sinh khí, đó là cảm xúc của tôi khi ở trong căn phòng này. Với hệ thống cửa sổ được thiết kế bằng gỗ óc chó kết hợp với cửa kính, khiến cho ánh sáng được thu nạp trực tiếp vào trong căn phòng, làm cho căn phòng trở nên bừng sáng hơn. Và tôi tin rằng các bạn cũng sẽ được nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi. Nếu phòng ngủ có một vị trí quan trọng đối với sức khỏe con người, thì căn bếp luôn là nơi khơi nguồn của những cảm xúc thương yêu nhất đối với mỗi gia đình. Bởi thế, cái động và tĩnh mà gỗ và đá đem lại, đặc biệt đến mức gia chủ tưởng chừng như đang sống trong một ngôi nhà thiên nhiên thân thuộc, với những bức tranh mới mẻ mà mỗi ngày đều khám phá ra những điều thú vị riêng. Đây không chỉ là bếp mà còn là không gian trưng bày nghệ thuật. Vào đến đây, bạn sẽ tìm thấy một niềm vui mới và tràn ngập năng lượng. Theo người kiến trúc sư này, gỗ óc chó có nguồn gốc từ cây óc chó, sinh trưởng ở nhiều nơi trên thế giới như Canada, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Australia và Nhật. Có hai dòng óc chó là óc chó Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Do điều kiện thổ nhưỡng mà gỗ óc chó của Bắc Mỹ có màu nâu nhạt tới sô-cô-la chứ không đen như óc chó Nam Mỹ. Với những đặc điểm của gỗ óc chó, các sản phẩm nội thất sau khi đưa vào sử dụng gần như tránh được mọi loại côn trùng như mối mọt, kiến, rán. Đó là lý do mà gỗ óc chó vô cùng phù hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam, tránh tối đa được hiện tượng cong vênh, biến dạng sản phẩm trong quá trình sử dụng. Theo cái kinh nghiệm của tôi thì người tiêu dùng có thể nhận biết được gỗ óc chó chất lượng tốt thông qua cái bề mặt vân. Vân nó đẹp tự nhiên, đều. Màu sắc thì trải từ sô-cô-la cho đến màu hạt dẻ và cái bề mặt không bị mối mọt và không cong vênh. Kiến trúc nội thất MQG của chúng tôi luôn luôn cam kết cái nguồn gốc rõ, nguồn gốc xuất xứ cho khách hàng. Ngoài ra công ty của chúng tôi luôn luôn đưa ra những giải pháp kiến trúc kết hợp giữa nội thất gỗ óc chó và không gian xanh để tạo ra một cảm giác thư thái cho gia chủ giống như đi nghỉ dưỡng tại ngay chính ngôi nhà của mình. Với ưu điểm vượt trội đó, gỗ óc chó được xếp vào top đầu những vật liệu cao cấp được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Chúng được sử dụng nhiều trong các căn chung cư, biệt thự hiện đại. Đặc biệt, gỗ còn được dùng ốp nội thất cho các dòng siêu xe nổi tiếng như Bentley, Rolls Royce được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Tôi cũng đã sử dụng nội thất óc chó mà của bên công ty MQG, chất lượng rất là tốt, chất lượng hàng đầu. Thế cho nên khi mà dùng ấy thì cái vân gỗ trên cái sản phẩm của mình nó rất là đẹp. Bên này họ thi công, cái chất lượng, cái kỹ thuật thi công thì họ sử dụng đến 70% là handmade, là nó cũng có những cái nét độc đáo trên những cái chiếc tủ hay là những cái kệ phấn, thì nhìn nó luôn luôn nó không bị cái lỗi thời, nó không mang tính chất là công nghiệp đấy, mà nó có những cái nét rất là riêng. Nó mỗi một cái sản phẩm nó đều có một cái sự tinh túy ở trong đó, và họ cũng sử dụng cái phần sơn trên cái lớp gỗ ấy, thì đều được làm tới 7-8 công đoạn và rất là kỹ lưỡng. Thế thì cá nhân tôi khi mà sử dụng các cái sản phẩm của MQG ấy thì cái chế độ bảo hành trong những năm vừa rồi là tôi thấy là thực hiện rất là tốt. Không chỉ cung cấp các sản phẩm gỗ óc chó tự nhiên chính hãng,
mà nội thất gỗ ốc chó MQG còn đem đến một giải pháp tổng thể cho khách hàng thông qua các tiện ích sân golf, máy tập đa năng, máy massage, bể cá và sân vườn, thỏa mãn mọi nhu cầu người dùng mà không cần đi đâu xa. Thưa quý vị, không gian nội thất gỗ ốc chó được thiết kế hài hòa như thế này thì không chỉ khiến say lòng những người yêu cái đẹp mà còn là nơi thực hiện rất nhiều những dự án phim nổi tiếng ở Việt Nam, và phải kể đến đó là bộ phim Hoa hồng trên ngực trái đang được hàng triệu khán giả trong nước quan tâm. Và hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay thì tất cả quý vị khán giả của chúng ta cũng sẽ có thêm những thông tin để lựa chọn cho gia đình mình một không gian phù hợp và ưng ý. Còn bây giờ, Ngọc Ánh xin chào và hẹn gặp lại.